Chương trình thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào ông Điện. Chào cô Vân Anh, chào quý khán thính giả của đài. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa ông Đỗ Như Điện là người điều hành cho đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi được phát trực tiếp về Việt Nam hàng đêm từ 9:30 cho đến 10:00 trên băng tầng 1503 kilo chu kỳ, và tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi quý vị có thể theo dõi trên mạng lưới điện toán toàn cầu cũng như là trên số điện thoại mà chúng tôi có trên màn ảnh. Cảm ơn cô Vân Anh đã nhắc điều đó với các quý khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay ông Đỗ Như Điện sẽ cùng trình bày với chúng ta qua một cái sự kiện vừa qua, đó là về hội nghị thượng đỉnh ASEAN đã được tổ chức tại Viên Chăn, Lào. Hội nghị này có tên là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, và chi tiết về hiệp hội này như thế nào, hội nghị này như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, thưa quý quý khán giả, cô Vân Anh, chúng ta lần trước tôi đã nói tới cái hội nghị G20 ở bên Trung Cộng, tức là 20 quốc gia. Vâng, thì 20 quốc gia, thì bây giờ nối tiếp ngay những ngày sau đó thì nó có cái hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà người ta gọi tắt là ASEAN, tức là 10 nước trong vùng Đông Nam Á đó, trong ấy có Việt Nam. Thì năm nay đó, nước Lào là cái nước chủ được tịch chọn. Bởi vì mỗi một năm là một nước làm chủ tịch luân phiên. Thì năm nay tới phiên nước Lào đó. Thế thì khi tổ chức tại Lào như vậy thì không phải là chỉ 10 quốc gia ở trong vùng Đông Nam Á đâu, họ cũng mời rất nhiều nguyên thủ quốc gia khác, trong ấy có cả Tổng thống Mỹ, có cả ông Putin, có cả bên Trung Cộng và có nhiều các quốc gia cả ở bên Âu Châu nữa đến tham dự chứ không phải không. Thành ra cái vấn đề nó là globalization là như vậy, toàn cầu hóa rồi. Thì cái hội nghị này là cái hội nghị hàng năm, và trong cái hội nghị này thì bao giờ nó cũng đặt ưu tiên các vấn đề của Á Châu và đặc biệt của vùng Đông Nam Á. Và khi đặt ra những vấn đề này thì một trong những vấn đề luôn luôn bị ngăn cản, tức là vấn đề Biển Đông. Và vì vậy ai ngăn cản thì chứ? Thứ nhất là Trung Cộng. Trung Cộng luôn luôn tìm cách thao túng những hội nghị này, ít nhất là từ 7-8 năm vừa qua. Và cái nước mà cái hội nghị này nó có một cái mà bây giờ các quốc gia đang muốn xét lại, tức là phải có sự đồng thuận. Khi đưa ra một vấn đề thì phải cả 10 quốc gia đồng thuận thì mới đưa vào hội nghị. Mà chỉ cần một trong 10 quốc gia không đồng thuận, không chấp thuận thì cái vấn đề đó không được đưa vào hội nghị. Đó là một cái bế tắc. Vì vậy anh Trung Cộng đó, anh ấy mua anh Campuchia. Anh ấy cho anh Campuchia một cái khoản tiền gọi là credit rất là lớn. Kỳ vừa rồi là 600 triệu để mà xây dựng. Và ông tổng thống ông thủ tướng Hun Sen Campuchia đó thì chống tất cả các cái phán quyết ở những cái chuyện nào mà liên quan tới Biển Đông, tức là đưa các nước khác muốn đưa cái chương trình nghị sự, cái vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự là Campuchia phản đối ngay. Và kỳ vừa rồi đó thì ông ấy còn muốn mua luôn cả Lào, nhưng mà Lào vừa rồi đó thì không ra mặt, nhưng mà Lào né tránh, bởi vì Lào cũng kẹt là vì Lào sát biên giới với Trung Cộng. Đấy. Thành ra họ muốn Lào với Campuchia là không có muốn đưa cái chương trình Biển Đông vào thảo luận trong đó. Bởi vì trước đây đã có mấy cái hội nghị là không có đưa cái vấn đề này vào được rồi. Thành ra anh Campuchia là như vậy. Do đó kỳ vừa rồi cũng xảy ra như vậy. Thì bây giờ các quốc gia khác, các quốc gia trong vùng đó họ phải xét lại cái chuyện đó. Nếu mà tính đa số thì được, còn bây giờ một trong chín mà cả mọi người phải theo thì cái đó xét về vấn đề dân chủ nó không đúng, đúng không? Thành ra có lẽ trong tương lai hy vọng nó sẽ tiến được cái việc. Thế thì trong cái hội nghị này chúng ta thấy có một số những cái chuyện đáng lưu ý. Chúng ta nói Việt Nam đi, tại vì ông Tổng thống Obama lần đầu tiên tới đây. Lần đầu tiên tới Lào, một cái quốc gia nhỏ, nhưng mà quốc gia nhỏ này nó có một cái liên hệ rất chặt chẽ với chiến tranh Việt Nam. Năm 1962 khi thời Tổng thống Kennedy đó thì đã quyết định giúp, lúc đó Lào có ba phe, tức là một phe theo dân chủ, một phe theo cộng sản và một phe trung lập. Thế thì là Mỹ là một trong những nước đã giúp để trung lập Lào. Thì lúc đó chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm yêu cầu
đừng có trung lập Lào, bởi vì trung lập Lào thì tức là theo Cộng sản, bởi cái phe Cộng sản và quân đội của Cộng sản nằm bên Lào rất là đông. Thế thì đó là cái sự đụng độ rất quan trọng giữa ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính phủ Kennedy lúc đó. Bởi vì ông biết rõ rằng là nếu mà trung lập Lào thì cái nước Lào sẽ do ảnh hưởng của Cộng sản. Và như vậy cái đường mòn Hồ Chí Minh sẽ được mở ra, và đó là cái lối để họ xâm nhập miền Nam không bị ngăn cản. Bởi vì cái vùng Pa Thét Lào lúc đó sát biên giới Lào Việt xuống tới vùng tam biên giới, tức là Campuchia và vào đâm vào Việt Nam đó, là vùng đó là do Pa Thét Lào, tức là Cộng sản Lào kiểm soát. Do đó chính phủ Việt Nam ngăn cản, nhưng mà chính phủ Mỹ không nghe. Vì vậy mà cái nguy cơ sau này thì cái hậu quả là gì? Khi có chiến tranh Việt Nam nổ ra thì Mỹ đã phải thả mấy triệu tấn bom xuống những cái vùng đó để mà ngăn chặn cái sự xâm nhập của quân Bắc Việt. Và vì vậy 1/3 số bom đó nó chưa nổ. Do đó trong mấy chục năm chấm dứt chiến tranh, trong 40 năm qua thì đã có mấy chục nghìn người Lào bị tai nạn vì những cái bom nó còn nằm đó. Thì nhân cái chuyến này thì ông Obama đã có một cái ngân khoản 100 triệu để giúp cho Lào để mà gỡ mìn, để giải quyết cái vấn đề bom mìn nó còn sót lại rất là nhiều ở trong cái vùng đó. Wow. Như vậy thành nói đến cái hội nghị thì tất nhiên lần nào nó cũng như vậy, nó có chuyện của an ninh của địa phương, vấn đề kinh tế địa phương, vấn đề giao thương, vấn đề làm việc với nhau và những cái chuyện chung của khu vực. Nhưng mà riêng vấn đề này ta phải nhấn mạnh cái chuyện đó là như thế. Thành ra Tổng thống Obama đến thì nhân cái cơ hội đến đây đó, thì tất nhiên Tổng thống Obama cũng muốn gặp từng vị nguyên thủ riêng. Thì vì vậy muốn gặp từng vị nguyên thủ của những quốc gia riêng hay là Việt Nam hay gì đó, có một cái hình ảnh mà rất là tức cười là đại diện của ông Việt Nam, tức là ông Nguyễn Xuân Phúc thủ tướng đó, thì thay vì tất cả mọi người người ta đưa tay chéo để nắm tay nhau chụp hình thì ông đưa thế này, rồi khi mọi người ta nắm tay thì ông đưa tay ông chào đó. Thành ra nó không giống ai đó. Và người ta nói ủa cái ông này, cái ông thủ tướng ma dê in Việt Nam này nó kỳ quá. Đấy là cái chuyện bên lề thôi, nhưng mà nó chứng tỏ rằng một cái người thủ tướng đến một cái hội nghị như vậy không học được cái gì, không hiểu được cái sinh hoạt của nó như thế nào để làm có những cái nó kỳ cục. Nhưng mà cái đặc biệt là thế này, Tổng thống Obama cũng đã chinh phục được giới trẻ, bởi ông cũng y như đến Việt Nam, ông cũng có những cái cả giờ gặp giới trẻ nói chuyện một cách thân tình, mà cái chuyện đó không có tổng thống nào, đặc biệt là Tập Cận Bình có muốn không làm nổi cũng làm được. Đó là một cái đặc thù, và đây là một cái vấn đề mở ra giữa Lào và Mỹ, mà một cái điều nó sẽ có tương lai rất là tốt nếu mà Lào thấy rằng anh Trung Cộng nằm bên cạnh như vậy mà không có ngả theo Mỹ thì nguy cơ. Do đó tôi thấy rõ rằng qua cái hội nghị vừa rồi thì Lào có thể là đi với Mỹ gần hơn. Có một cái điểm nữa chúng tôi cũng xin cần nói thêm là cái vị trí của Việt Nam tại Lào và Campuchia. Chúng ta biết là sau cái chiến tranh giữa Việt Nam và Campuchia rồi gì phải không? Tức là 10 năm chiến tranh đó, thì người Việt qua Campuchia sinh sống và rất đông. Nhưng mà bây giờ thì Campuchia tìm mọi cách để đẩy người Việt. Vì thế có những đám người Việt đã phải bỏ Campuchia trở về Việt Nam, mà trước đây cũng đã nhiều lần rồi. Thì chúng ta biết rằng Lào đó, bây giờ những người Việt Nam qua đây trước cũng như gần đây họ qua họ làm ăn, họ trồng cấy, họ mua rừng họ, thì hầu như tất cả những cái thương vụ ở bên Lào bây giờ, ngay cả những viên chức đó, là người Việt Nam. Thành cái chính phủ Lào bây giờ đó, giữa người Việt với người Lào kết hôn với nhau và buôn bán với nhau, thành ra Việt Nam có một cái ảnh hưởng, có một cái vị trí rất rất lớn ở bên Lào bây giờ. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự hàng tuần với ông Đỗ Duy Định ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Dạ, cảm ơn quý vị.